The Manor Central Park có quy mô là lên tới 89,7 ha. Quy mô rất lớn nhưng mà chủ đầu tư lại quyết định là chọn phương án quy hoạch mở. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì và liệu có đảm bảo việc quản lý tại dự án hay không ạ? Cái concept sản phẩm của chủ tư xây dựng ở đây đó là bất động sản điểm đến. Vậy bất động sản điểm đến sẽ là cái nơi mà cư dân ở trong khu đô thị và cư dân bên ngoài họ muốn hướng tới nhất. Nên là họ sẽ xây dựng khu đô thị mở. Và khu đô thị mở gần như là nó sẽ không ảnh hưởng đến cư dân ở trong khu đô thị người ta sinh sống và sinh hoạt cả. Bởi vì là cái lõi là liền kề hay biệt thự thì chủ tư thiết kế ở nằm lõi giữa. Tất nhiên ở bên ngoài thì sẽ là toàn bộ là khu dãy nhà phố thương mại. Sẽ có khó khăn trong cái việc quản lý vận hành một xíu. Nhưng mà với cái uy tín và thương hiệu và cái kinh nghiệm trong bao nhiêu năm quản lý khách sạn vận hành của Bitexco thì gần như là họ sẽ không phải là khó khăn đối với Bitexco. Và cái khu đô thị này là cái biểu tượng mới của Hà Nội.